Hello, xin chào quý vị, là quay trở lại với kênh Thái Học Toyota. Cô chú anh chị, hôm nay học xin phép gửi đến cho cô chú anh chị mẫu xe Honda City bản top, được sản xuất vào năm 2019. Xe đã lăn bánh được 100.000 km và đây là hiện trạng chiếc xe mới vừa được thu về, chưa hoàn tất Maruguri đó, mà chiếc xe nó đã đẹp như thế này nha cô chú anh chị. Động cơ là 1.5 VTEC, hộp số CVT. Chiếc xe Honda City 2015 và 2017, đến 2017 là City bùng nổ về doanh số nha anh chị. Cô chú anh chị biết không, chiếc xe này nó bền ngang ngửa chiếc Vios. Tại vì ngày xưa học là cố vấn dịch vụ bên Honda, học đã từng bảo dưỡng những chiếc xe City, nó chạy lên đến là 4-500 ngàn nha anh chị. Tức nghĩa là 4-500 ngàn và cái động cơ hộp số vẫn còn nguyên, tức nghĩa là chưa làm đại tu máy. Thì cô chú anh chị biết rằng chiếc xe này nó có độ bền ngang ngửa với lại là chiếc xe quốc dân Vios. Nhưng mà về ngoại thất á, cái thiết kế của chiếc Honda này anh chị nhìn nó rất là đẹp, nó vuông vức, nó khỏe khoắn và nó rất là thể thao. Giống như là cái đèn led của cái bản top này nè anh chị, tới 2022 á thì Vios mới có đèn led, còn mà Honda City thì đã 2016-2017 đã có rồi đó. Rồi đây mình sẵn tiện mình đánh giá luôn cụm đèn pha đây anh chị. Xe này thì là 2019 nha anh chị, bản mơ, bản top 2019, có cái định vị ban ngày nè anh chị có thấy không ạ? Và cái đèn nó là đèn led, kể cả cái đèn đèn gầm nó cũng là led nữa. Anh chị có thấy không? Đó, mặt ga lăng thì là to bản. Đó, cái ga lăng này là mẫu mới, còn 2015 2016 thì nó là cái ga lăng nó to hơn mà nó chỉ có một nẹp mạ rơm thôi. Anh chị nhìn cái góc xéo xéo này dưới học nè. Anh chị nhìn ha. Chiếc xe nó có rất là nhiều cái đường gân và dập nổi của nó rất là rõ rệt, nên anh chị nhìn chiếc xe nó rất là khỏe. Nó rất là thể thao, anh chị có thấy không ạ? Đường dập nổi nè. Đó, nhìn chiếc xe học thích cái kiểu dáng cái chiếc xe này hơn chiếc Vios. Nó hơi có gì đó trẻ hơn, gân guốc hơn, khỏe hơn và linh động hơn nha anh chị. Đó. Còn đây là phần bên hông bên trái nè. Cô chú anh chị cùng học đánh giá qua cái đèn pha nè. Bên đây cũng vậy ha, đèn pha nó còn mới tinh. Đó, xe 2019 mà. Đó cô chú anh chị. Một chiếc xe rất là đẹp. Anh chị mua xe chính hãng thì không có ngại vấn đề xe bị đâm đụng nha anh chị, xe ngập nước đó. Xe này thì trang bị cho mình bộ mâm hộp kim nhôm đa chấu lên đến R16, và xe này đã được chủ xe trước nâng cấp và thay 4 cái vỏ mới đó. Đây cái vỏ mới tinh đó anh chị, đó, mới nguyên hết nha. Anh chị mua xe này về chỉ việc sử dụng thôi. Xe này bên học bán với mức giá là 484 triệu, mức giá là rất là dễ tiếp cận nha anh chị. Ở 2019 mà 484 triệu đó, anh chị về chỉ việc sử dụng thôi. Bên học sẽ đánh bát nè, làm đẹp công nghệ Maruguri, tức nghĩa là bên học sẽ diệt khuẩn khử mùi nè, rửa gầm nè, vữa khoang động cơ nè bằng những cái dung dịch 3M, không có sử dụng những cái dung dịch tẩy rửa mạnh nha anh chị. Tay đóng cửa mở rơm nè, có đút bấm. Rồi xe này là khởi động bằng thông minh đó, có chế độ eco nè, gương gập tự động nè, chỉnh tự động nè đó, gương gập điện, chỉnh điện, eco. Rồi, cái màn hình rất là đẹp nha anh chị. Xe hệ thống lạnh điều hòa là tự động nè, khởi động bằng nút bấm nè, ru gành tròn nè, lẫy chuyển số thông minh đó anh chị, thấy không ạ? Đó, điều khiển màn hình hiển thị thông tin. Rồi vô lăng là bọc da, anh chị nhìn xe nó mới đó. Cái này là do khách đậu nhiều quá nên là bụi nó nằm ở trong xe anh chị. Nó còn thường ta chạy là người ta sẽ lao, do là đậu không đi á đó. Đó, chiếc xe này á, ngày xưa mà học kiểm tra mấy chiếc mà 400-500 ngàn, cái tay nắm cửa nó vẫn còn cứng á, nó không có bị lỏng lỏng giống như kiểu Vios. Còn cái động cơ thì học không có dám chắc là nó hơn Vios được, tại vì Vios nó quá đỉnh rồi. Vios chạy tới 800-900 ngàn anh chị. Đó, có mấy ông khách ở Bình Dương đó, có báo với học ngày xưa chạy Vios là 800-900 ngàn đó, mà chưa có làm máy luôn á, tức nghĩa là chiếc xe nó rìu luôn rồi, nhưng mà cái động cơ cứ đổ xăng vô là chạy thôi thầy nhớ. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này cũng rất là ok nha anh chị, như là Vios 4.8 nè anh chị thấy không đó, đi ngoài đô thị nè, còn đi kết hợp chỉ có 5.8 thôi đó. Cái thông số những chiếc xe mà cùng phân khúc hạng B như thế này á, 1.5 á, nó rất là tiết kiệm, nên anh chị đừng có ngại về cái việc xăng. Đó, xe thì keo chỉ nguyên zin hết, cam kết với anh chị là keo chỉ zin. Đó, xe rất là đẹp nha anh chị. Đó, khoang chứa đồ cũng rất là rộng rãi nè.
cái này để mình gập xuống nè, có mình sẽ có một cái không gian để đồ rất là rộng nha anh chị. Đó, mình gập hai cái ghế nằm xuống là nó thông với lại cái khoang hàng ghế thứ hai luôn á. Đó, vỏ xe cua đâu đồ nghề. Đó, bánh xe cua đồ nghề vẫn còn, con đội vẫn còn nha anh chị. Honda City. Đó, xe 2019 nha anh chị. Đó, xe thì bên học vẫn cam kết cho anh chị là không đâm đụng, không ngập nước nha anh chị. Đó, xe chính hãng thì cô chú anh chị mua nó rất là an tâm. Đó, không có bị lừa. Đó, cụm đèn lái nè. Mới nguyên à. Xe 2019. Đây, hệ thống treo đây anh chị. Mới tinh nha anh chị. Đó. Mới nguyên à. Chỉ có 484 triệu thôi. Bên học sẽ bao rút gốc nha. Cô chú anh chị nào ở khác tỉnh bên học sẽ bao rút gốc. Còn anh chị nào ở Bến Tre thì chúng ta mua chiếc xe này về là chúng ta đăng ký lên đây ký hợp đồng xong rồi dưới là mình chúng ra tên. Đó. City, City Top. Cho anh chị xem. Vỏ thì 3 cái, 4 cái nó như nhau nha anh chị, đều là vỏ mới hết rồi. À, 4 cái như nhau. Có ru cần tròn, lấy chuyển số thông minh, hộp số là hộp số CVT. Xe này chỉ phá zin còn 2 chìa nha anh chị. Nó zin theo xe hết rồi. Đây để một quay cái động cơ này anh chị nhìn. Đây là cái động cơ mà bên hộp chưa có maru lại anh chị. Chỗ này hết như chân máy nè, chân máy chưa tháo nè, nắp cò chưa ra nè, dynamo nè, bơm nước cũng là bơm nước zin nè, van hàng người cũng vậy đó, đó, ABS cũng vậy luôn, đó, phòng ga nè, đó, khung nè, hộp số cũng chưa nha anh chị, hộp số chưa rớt nha. Xe Honda nó làm nó rất là nhiều dấu son. Con xe Honda nó dễ coi lắm. Con xe Honda máy móc đồ rã rồi mình coi mình biết liền. Dạ vâng, cô chú anh chị ơi, bên học đang cần mua xe, trao đổi xe. Ví dụ như cô chú anh chị này đổi xe City qua chiếc xe Toyota mới, hoặc là chiếc xe City cũ lên chiếc City 2019 này, bên học có định giá xe miễn phí và trao đổi xe với cô chú anh chị, giá thì nó sẽ linh động hơn. Đó, học xin nhắc lại đây là mẫu xe City Top được sản xuất vào năm 2019 và đi được 104.000 cây. Bên học đang chào bán mức giá là 484 triệu. Đó, cô chú anh chị nào cần liên hệ với học số điện thoại 0901224668. Xe này thì bên học khoảng độ từ 7 đến 10 ngày để bên học mới giao được nha anh chị, tại bên học còn đánh bóng lên nè, diệt khuẩn khử mùi bên trong nội thất nè, làm đẹp bên trong nội thất nè, vệ sinh gầm. Đó, vệ sinh khoang động cơ. Đó. Đó, còn bên học thì còn rất là nhiều xe như là Mazda 3 nè. Mazda 3 2016, xe rất là đẹp, động cơ 2.0 bản cao cấp nhất nè. Đó, form dáng đẹp không anh chị? Xe này là hạng C nha. Xe này là hạng B. Đó, xe này bên học bán có 513 triệu. Đó, còn rẻ hơn nữa là 322 triệu xe này 2018, số tự động. Đó, i10, 322 triệu. Đó, cô chú anh chị cứ có xe cứ liên hệ với học, học định giá xe miễn phí, mua xe cũ tặng nơi. Đặc biệt là anh chị nào đang vướng ngân hàng, bên học cũng vẫn có hỗ trợ cho anh chị. Tất toán trước và chúng ta sẽ làm thủ tục mua bán sau. Và sau đây học xin kết thúc video và xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã cùng học đánh giá qua sản phẩm này. Bây giờ thì học sẽ lùi chiếc xe về chỗ cũ. Chạy rất là nhẹ anh chị. Đó, có camera gear nè. Camera gear này thì mình điều chỉnh được nè. Đó. Đó, cái này là nó rọi xong vuông góc với mặt đất nè, cái này thì cái góc nó xa hơn đó. Rồi để tới lại cái nó chia được chính giữa. Cô chú anh chị nhớ liên hệ cho học nha, 0901224668 hoặc là 0935255686, 0988822466. Rồi học sạc 3 số.
cái 0909022464668 học full bạn. Cô chú anh chị có kết bạn mà học không có trả lời á, cô chú anh chị cứ gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin muốn hỏi gì cô chú anh chị gọi trực tiếp cho học nha. Học không có kết bạn cô chú anh chị đừng có giận, tại vì học full bạn là đa số là khách hàng quen không à, học nên cũng giờ cũng khó lắm, không có dám xóa thêm nữa. Cùng cô chú anh chị thông cảm nha. Và học xin kết thúc video tại đây. Xin chào cô chú anh chị, xin hẹn gặp lại ở clip sau.